Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin sáng cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Lượt trận thứ tư của vòng bảng UEFA Champions League đã trôi qua. Thế nhưng không vì thế mà bóng đá châu Âu hạ nhiệt. Hãy cùng đến với những diễn biến của hai đấu trường Europa League và Conference League diễn ra vào rạng sáng này. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Gà trống thắng kịch tính trong trận đầu tiên dưới thời của Conte. West Ham và Leicester kém vui tại đấu trường châu Âu. Napoli đại thắng, Roma và Lazio ra về với chỉ một điểm. Nhiều ngôi sao vắng mặt trong danh sách tập trung của đội tuyển Anh. Tiết lộ số tiền khủng nếu muốn chiêu mộ Erling Haaland. Ở trận đấu lượt đi, Vitesse đã giành chiến thắng tối thiểu trước Spurs trên sân nhà. Thế nhưng cục diện đã diễn ra rất khác ở lần tái đấu này, khi trên bàn ghế huấn luyện của gà trống là tân huấn luyện viên Antonio Conte. Chiến lược gia người Ý ngay lập tức để lại dấu ấn với một lối chơi tấn công mãn nhãn và hiệu quả. Chỉ trong hiệp 1, Spurs có liền 3 bàn thắng nhờ công của Son Heung-min, Lucas Moura và một bàn phản lưới nhả. Họ cũng để cho đối thủ tới từ Hà Lan chọc thủng lưới tới 2 lần trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Phần còn lại của trận đấu không chứng kiến thêm bàn thắng nào được ghi, thế nhưng trọng tài chính đã phải rút ra tới 3 tấm thẻ đỏ, hai trong số đó thuộc về cầu thủ Vitesse, còn Romero bên phía Spurs cũng đã phải rời sân sớm. Thắng lợi 3-2 giúp cho gà trống vượt qua chính đối thủ để vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng đấu của mình. Trong khi đó, hai đại diện còn lại của bóng đá Anh là West Ham và Leicester đã không thể có được niềm vui khi ra sân vào rạng sáng nay. The Hammers kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của huấn luyện viên David Moyes trên cương vị huấn luyện viên bằng trận hòa đáng tiếc. Họ để cho Gong vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ tư, nhưng đã lộ ngược dòng thành công nhờ công của Benrahma với hai bàn thắng trong trận đấu này. Tiếc thay, đội bóng thủ đô London đã không thể ra về với trọn vẹn 3 điểm khi Suchet phá lưới nhà phút 87, đồng nghĩa với một điểm chia đều cho hai đội. Leicester cũng không thể có được chiến thắng khi tiếp đón các thủ Spartak Moscow trên sân nhà King Power. Hiệp 2 bắt đầu với lợi thế dẫn bàn dành cho đội khách khi Victor Moses lập công ở phút 51. Thế nhưng chỉ 7 phút sau, Amati gỡ hòa cho bầy cáo từ tình huống dàn xếp đá phạt góc. Tỷ số 1 đều được giữ nguyên tới hết trận. Các đại diện của Serie A ra sân trong loạt trận Cúp châu Âu rạng sáng này cũng đã mang về những kết quả có lợi. Và họ không ngần ngại dã tới 4 bàn thắng vào lưới của Legia Warsawa. Zielinski, Mertens, Lozano và Umas là những người lập công cho đội bóng đang dẫn đầu Serie A lúc này. Hai đội bóng của Đức đang chơi tại Europa League đều có được chiến thắng dễ dàng tại lượt trận diễn ra vào rạng sáng này. Lợi thế sân nhà giúp Bayer Leverkusen có được màn trình diễn vô cùng thuyết phục trong trận đấu gặp đối thủ khó chơi tới từ Tây Ban Nha là Real Betis. Hai bàn thắng ở mỗi hiệp của Moussa Diaby giúp đội bóng nước Đức giữ 3 điểm ở lại sân Bay Arena. Trong khi đó, Eintracht Frankfurt lại gặp đôi chút vất vả trong chuyến làm khách tới đất Hy Lạp. Họ để cho Olympiacos khai thông thế bế tắc ở phút thứ 12, nhưng sau đó 5 phút đã có bàn thắng gỡ hòa của Kamada. Tân binh tới từ AC Milan là Hoge lập công ở phút 90+1 để mang về 3 điểm dành cho đội bóng này. Không thể có được niềm vui giống hai câu lạc bộ đang chơi ở Europa League là Union Berlin. Đại diện thi đấu ở Conference League không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Feyenoord khi để đối thủ của Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Olympique Lyon đã cho thấy được sức mạnh của mình trong cuộc tiếp đón cầu thủ Sparta Praha. Được chơi trên sân nhà, đội bóng nước Pháp có 3 bàn thắng vào lưới đối thủ nhờ công của Ekambi và cú đúp của Slimani. Trong khi đó, AS Monaco lại không thể có được niềm vui giống đội bóng đang chơi tại Ligue 1. Cũng được chơi trên sân nhà, thế nhưng đội bóng xứ công quốc lại để cho PSV cầm hòa trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Đại diện còn lại của nước Pháp là Rennes có chiến thắng tối thiểu trước câu lạc bộ Mura tại Conference League. Người lập công duy nhất của trận đấu là Loic Badé ở phút 76. Sau khi huấn luyện viên Tite công bố danh sách triệu tập đội tuyển Brazil cho loạt trận quốc tế tháng 11, khá nhiều ý kiến tranh cãi đã xuất hiện. Chỉ khi trong bản danh sách này không có sự xuất hiện của một cầu thủ đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây là Vinicius Junior của Real Madrid. Tiền đạo trẻ 21 tuổi này đã có đến 9 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 15 trận ra sân cho Los Blancos. Khi được hỏi về vấn đề này, Vinicius cũng đã bày tỏ sự không hài lòng của mình. "Tôi thấy khá buồn, tôi luôn muốn được góp mặt trong thành phần của đội tuyển quốc gia. Nhưng Tite là huấn luyện viên trưởng và ông ấy có những quyết định của riêng mình. Tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn, chơi tốt hơn, hy vọng rằng tôi có thể duy trì phong độ của mình để có cơ hội được triệu tập vào tháng 1 tới." Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild, người đại diện của Toni Kroos và Timo Werner là ông Volker Schlotz đã tiết lộ thông tin gây sốc về số tiền mà các đội bóng sẽ phải bỏ ra
nếu muốn chiêu mộ ngôi sao trẻ Erling Haaland. Theo đó, trong hợp đồng của Haaland có một điều khoản giải phóng, toàn bộ khoản chi phí sẽ bao gồm tiền lương trong 5 năm và tiền hoa hồng cho người đại diện. Tổng cộng rơi vào khoảng 250 đến 300 triệu euro, ông Schurz còn nói thêm. Kể cả nếu như Bayern Munich có tiền thì cũng không đời nào họ làm vậy. Mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn nếu như có một cầu thủ ở Đức nhận lương 50 triệu một năm. Theo Schurz, thương vụ chuyển nhượng của Haaland chắc chắn sẽ diễn ra vào năm 2022. Hiện tiền đạo người Na Uy là một trong những ngôi sao được săn đón nhất châu Âu và cuộc chiến giành chữ ký của cầu thủ này vào mùa hè tới chắc chắn sẽ rất khốc liệt. Vào ngày hôm qua, huấn luyện viên Gareth Southgate đã chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển Anh để chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup trong tháng 11. Trong bản danh sách này đã không có sự xuất hiện của một số cái tên nổi bật như Jadon Sancho, Mason Greenwood, Jesse Lingard hay là Emile Smith Rowe. Trong khi cả Sancho, Lingard lẫn Greenwood đều không có được thành tích tốt cùng Man United trong thời gian vừa qua, thì sự vắng mặt của những người đang có phong độ rất cao như Ben White, Emile Smith Rowe, Conor Gallagher hay là Jarrod Bowen lại khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Một số cái tên quen thuộc khác như Tyrone Mings, Raheem Sterling hay John Stones thì vẫn tiếp tục ấm chỗ dù không được ra sân nhiều trong một tháng vừa qua. Mặc dù đã chính thức rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Barcelona được một tuần, thế nhưng những lùm xùm về tiền bạc giữa huấn luyện viên Ronald Koeman và ban lãnh đạo Barca vẫn chưa có hồi kết. Hợp đồng của Koeman với đội chủ sân Camp Nou vẫn còn thời hạn tới tháng 6 năm 2022, vậy nên Barca có nghĩa vụ phải chi trả một khoản tiền đền bù hợp đồng cho nhà cầm quân người Hà Lan sau khi hai bên đường ai nấy đi. Barca đã đề nghị sẽ trả cho Koeman số tiền là 7,5 triệu euro và được thanh toán trong hai đợt. Tuy nhiên, cựu huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan thì không đồng ý với lời đề nghị này và ông muốn nhận được ít nhất là 12 triệu euro cộng phụ phí. Số tiền chênh lệch khá lớn giữa hai bên đang khiến cho những cuộc đàm phán phải kéo dài và chưa rõ bao giờ thì vấn đề tiền bạc giữa Koeman và Barca mới có thể được giải quyết một cách ổn thỏa. João Cancelo là một trong những ngôi sao đã tỏa sáng ở loạt trận vừa qua tại Champions League với một cú hat-trick kiến tạo giúp Man City đại thắng trước Club Brugge. Phát biểu sau trận đấu, ngôi sao trẻ Phil Foden đã không tiếc lời khen ngợi dành cho người đàn anh của mình. João là một trong những người xuất sắc nhất, nếu không muốn nói là hậu vệ tấn công hay nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Anh ấy luôn đem đến cho chúng tôi những bàn thắng và những đường kiến tạo. Nếu như một trong các tiền đạo có một ngày thi đấu không tốt, chúng tôi sẽ cần một người khác chia sẻ vai trò, ghi bàn và kiến tạo. Và João luôn biết cách xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng ở những trận cầu lớn. Chúng tôi đều biết rằng anh ấy sở hữu những phẩm chất tuyệt vời khi tham gia tấn công. Huấn luyện viên Jose Mourinho đang có một khởi đầu không tệ trong lần trở lại Italia để dẫn dắt AS Roma. Hiện đội bóng của Mourinho đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang cho thấy tham vọng của mình với một bản danh sách chuyển nhượng rất khủng vào tháng 1 tới. Theo tờ Corriere dello Sport, Roma đã đưa ra rất nhiều mục tiêu vào tầm ngắm của mình, trong đó có những cái tên như Dani Ceballos, Denis Zakaria, Marcus Pedersen hay là Macho Fernandez nhằm gia cố tuyến tiền vệ và hàng thủ. Chưa dừng lại đó, giám đốc thể thao Thiago Pinto của đội bóng thủ đô Roma sẽ bay tới London để gặp mặt một loạt đối tác chuyển nhượng, trong đó Ruben Loftus-Cheek của Chelsea và Harry Kane của Tottenham được cho là những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của Mourinho. Và ngày hôm qua, Premier League đã chính thức đưa ra danh sách những ứng viên cho danh hiệu cá nhân trong tháng 10 vừa qua. Ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10, 8 cái tên Ben Chilwell, Maxwell Cornet, Phil Foden, Tino Livramento, Aaron Ramsdale, Declan Rice, Mohamed Salah và Youri Tielemans sẽ cùng cạnh tranh cho danh hiệu này. Đây đều là những cầu thủ đang có phong độ rất cao tại Premier League. Trong đó, Mohamed Salah được cho là người có khả năng giành giải cao nhất với những màn trình diễn chói sáng trước những đối thủ mạnh như Man City và Manchester United. Trong khi đó, 4 ứng viên cho danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 10 là Jurgen Klopp của Liverpool, David Moyes của West Ham, Thomas Tuchel của Chelsea và Patrick Vieira của Crystal Palace.